Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai các nội dung gồm tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên, tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu và tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, đặc biệt là tích cực chuẩn bị cho chương trình tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu hướng tới đối tượng gia đình trẻ có vợ hoặc chồng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hạnh phúc gia đình. Các gia đình có điều kiện công tác không ở gần nhau như cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang ở vùng biên giới, hải đảo hoặc đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Nhận thức của cái việc là giữ gìn cái giá trị cái tình yêu, cái hạnh phúc của gia đình là ngày càng cần quan trọng đối với thanh niên. Đấy, thì do đó thì chúng tôi lựa chọn cái ngày hôm nay trùng với cái ngày kỷ niệm 20 năm để tổ chức cái lễ phát động này, và qua đó thì cũng không chỉ là phát động riêng cho một chương trình mà cũng để truyền thông cho một cái chuỗi rất là nhiều những cái hoạt động khác nhằm góp phần xây dựng cho gia đình hạnh phúc, gia đình trẻ của Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng phát động cuộc thi ảnh trực tuyến Gia đình trẻ hạnh phúc diễn ra từ nay đến hết năm 2021. Cuộc thi là nơi các gia đình trẻ thể hiện tình cảm gia đình, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc,